có anh Việt Nam đi du học. Sáng nọ thấy có đám cưới, anh Việt Nam hỏi bạn cùng phòng: đám cưới ai thế? I don't know, anh Tây trả lời. Buổi chiều có đám ma. Đám ma ai thế? I don't know. Nghĩ cũng tội nghiệp cho cái thằng I don't know. Sáng nay vừa mới cưới mà giờ đã chết rồi. Mười một giờ đêm, khi chiếc xe Camry vừa dừng ở một cánh rừng ngoại ô thì đôi trai gái vội mở cửa lao ra ngoài. Chỉ kịp trải cái áo mưa ra thảm cỏ là họ lao vào nhau và bắt đầu hôn nhau thắm thiết. Khi chàng trai chuẩn bị chiếm lĩnh trận địa thì bỗng nhiên cô gái nói: em xin lỗi, lẽ ra em phải nói với anh từ trước. Thực ra em không phải là sinh viên mà chỉ là gái thôi. Mỗi lần tàu nhanh, em lấy của khách một chai. Chàng trai lẳng lặng móc ví lấy ra 1 triệu và đưa cho cô gái, sau đó tiếp tục làm nốt công việc của mình. Sau khi trận chiến kết thúc, chàng trai mặc quần áo, bước lên xe, ngồi trước vô lăng nhưng không vội nổ máy. Anh lấy iPhone ra mở nhạc, rồi vừa đốt thuốc vừa thả hồn theo những bài hát của Trịnh Công Sơn do Khánh Ly trình bày. Chờ đợi một lúc, sốt ruột quá, cô gái hỏi: xong rồi, sao anh không nổ máy về đi, còn ngồi đây làm gì? Anh xin lỗi em, lẽ ra anh phải nói với em từ trước. Anh không phải là giám đốc, mà thực ra anh chỉ là lái xe taxi. Vì đêm đã khuya nên từ đây về Hà Nội em phải trả anh 2 triệu thì anh mới chạy. Một đôi trai gái tranh luận với nhau. Cô gái hỏi: có thật anh đi Sapa một mình không? Ừ, sao thế? Rõ ràng anh đi với một cô con gái khác, sao anh phải nói dối em? Anh định cắm sừng em à? Anh chả bao giờ nghĩ đấy là cắm sừng hay là ngoại tình. Vì cơ bản anh và em chưa lấy nhau, chúng ta chỉ là đang yêu nhau. Và bản thân anh có quyền lựa chọn hàng tốt. Anh sẽ xem từ 3 đến 4 món hàng cùng một lúc, cái nào tốt thì anh sẽ dùng. Đơn giản thế thôi, nên em không cần phải cứ sồn sồn lên. Việc của em là ngồi đợi xem anh có chọn em hay không thôi. Trong giờ học, thầy giáo hỏi học sinh: ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên. Cả lớp ngồi im. Sau vài phút, Vova đứng lên. Thầy giáo hỏi: Vova, em tự cho mình là kẻ ngốc à? Không ạ. Nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì... Chồng đi làm về, thấy vợ nằm trên giường, mặt đỏ như quả gấc, liền hỏi: em làm sao thế? Ốm à? Vợ không nói năng câu gì, mà chỉ liếc nhìn chồng một cách tinh quái. Thôi, em cứ nghỉ đi. Ăn gì, để anh đi nấu. Em không muốn ăn. Thôi mà, em ăn cơm nhé. Em không ăn cơm. Vậy ăn cháo nhé. Em không muốn ăn cháo. Vậy chờ anh một tí, anh chạy ra đầu phố mua cho em bát phở. Phở em cũng không muốn ăn. Anh chồng bực mình quát: cơm cháo phở không ăn thì ăn cái con củ cờ. Cô vợ nũng nịu: biết rồi, vậy mà còn hỏi. Tháng trước, con bạn thân điện thoại sang, khóc nức nở: mày ơi, chồng tao có bồ rồi. Sinh viên năm cuối, người tuyên quang.
Tôi bảo nó: "Mày chắc chắn chưa? Có bằng chứng gì không?" Nó bảo tôi: "Chúng nó nhắn tin Zalo với nhau, tao đọc được và tao tìm hiểu nên biết rõ nó. Nó ở trọ gần nhà tao." Tôi bảo nó: "Mày bình tĩnh nghe tao này. Mày vào viện mua cái giấy xét nghiệm mày bị HIV rồi gửi cho nó với nội dung: cảm ơn em đã giúp chị chăm sóc chồng của chị vì chị đang bị HIV giai đoạn cuối. Em hãy giúp chị chăm sóc anh ấy thật tốt để kéo dài sự sống cho anh nhé." Sáng nay nó điện thoại cho tôi cười như ma làm. Nó bảo là con kia chuyển chỗ trọ rồi và chạy mất dạng luôn. Đấy, đâu cần cứ phải oánh ghen làm gì cho nó mệt. Có hai chị em nhà nọ cũng có nhan sắc. Một hôm, cả hai ra suối tắm. Cô chị bảo: "Chán quá em ơi, ước gì bây giờ có một thằng câm ở đây. Hai chị em mình sẽ đè nó ra, ấy cho nó sướng. Nó sẽ không thể nói lại với ai được." Không ngờ ở gần đó có một thằng dê, nghe rõ hết. Nó liền nhảy ra và ra vẻ u ớ như một người câm thật. Hai cô liền đè nó ra và làm thật. Một lát sau, mệt quá, cô chị bảo: "Mình trói nó lại đây, vô nhà ăn cơm, rồi trở ra chơi tiếp." Nghe vậy, thằng dê la lên: "Ấy, các cô cứ ăn, đừng trói lại, tôi không chạy đi đâu." Một cô hỏi thăm bạn gái đã lâu không gặp: "Bạn trai mày đâu rồi?" Cô bạn đáp: "Tao chia tay rồi." "Sao thế?" Cô bạn buồn bã kể: "Thằng ấy điêu lắm, không tin tưởng được. Tao hỏi có thích trẻ con không, nó bảo rất thích. Thế mà tao báo có thai thì nó chuồn luôn." Hai ông linh mục đang lúi húi cắm tấm biển báo có ghi dòng chữ: "Dừng lại, ngày tận thế đang cận kề, hãy quay lại trước khi quá muộn." Một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao ngang qua chỗ họ. Người lái xe dứ nắm đấm: "Mấy lão già giả nhân giả nghĩa chết tiệt, chỉ làm dỗi thêm chuyện." Chiếc xe chạy khuất dạng, rồi bỗng vang lên tiếng va chạm và tiếng nước réo ùng ục. Một ông nói với ông kia: "Có lẽ ngài nói đúng đấy. Ta phải nên ghi rõ hơn là cây cầu đang bị hỏng." Cô giáo đưa cho học trò lớp 1 xem tấm hình, rồi cô hỏi: "Đố các em, đây là con gì?" "Thưa cô, con gà." "Đúng rồi. Còn đây là con gì?" cô giáo hỏi khi đưa ra tấm hình khác. "Thưa cô, con chó." "Đúng rồi. Còn đây là con gì?" cô giáo đưa ra hình một con nai. Cả lớp im lặng. Cô giáo liền gợi ý: "Con gì mà mẹ các em vẫn thường dùng để gọi các em đấy?" "Con lừa, con lừa, thưa cô." học trò đồng thanh trả lời. Ba người mẹ ngồi nói chuyện với nhau về con gái của mình. Người mẹ tóc đỏ nói: "Hôm qua tôi dọn ngăn kéo bàn cho nó. Thật tệ là tôi đã nhìn thấy một cái vỏ bia. Tôi không nghĩ là nó lại có thể uống bia được." Người mẹ tóc nâu nói: "Còn tôi, hôm qua dọn phòng cho con gái, tôi nhìn thấy một bao thuốc chống trơn. Tôi không dám tin là con gái tôi nó lại hút thuốc cơ đấy." Đến lượt người mẹ tóc vàng hoe: "Được như các chị còn đỡ. Hôm qua tôi dọn giường cho con gái tôi thì tôi thấy có một cái bao cao su. Nó có đáng sợ không cơ chứ? Tôi không thể nào hình dung ra nổi là con gái tôi
nó lại có cái ấy của đàn ông được. Anh chàng vô địch môn đấm bốc vào một nhà hàng. Khi anh ta treo áo khoác lên, sau lưng áo lủng lẳng một mảnh bìa có ghi rõ: chiếc áo này là của nhà vô địch môn đấm bốc, anh ta sẽ quay lại mặc nó ngay bây giờ. Lúc ăn xong trở ra, anh ta không thấy chiếc áo nữa, chỉ còn lại một mẩu giấy với dòng chữ có ghi: người lấy chiếc áo là nhà vô địch môn chạy 100 mét, anh ta sẽ không quay trở lại đây nữa. Phóng viên nghe tin có một đôi vợ chồng sống lâu kỷ lục liền tìm đến để viết bài. Khi đến nơi, được biết cụ ông đã 125 tuổi, còn cụ bà cũng đã gần 120 tuổi. Cụ bà tuy đã hơi nặng tai, nhưng cụ ông thì vẫn rất là tinh tường. Phóng viên lập tức phỏng vấn cụ ông: thưa cụ, bí quyết gì để hai cụ sống thọ như vậy ạ? À? Cũng chả có bí quyết gì ghê gớm, chỉ là tập thể dục buổi sáng, ăn ngô thay gạo, tối đi ngủ sớm thôi mà. Phóng viên lấy sổ ra ghi chép lia lịa, rồi hỏi tiếp: nguyện vọng lớn nhất của cụ là gì ạ? Tôi muốn chết nhất. Sao ạ? Cụ nói gì thế ạ? Sao cụ lại muốn chết? Cụ ông trả lời: tôi phải ăn ngô quanh năm suốt tháng, 100 năm nay, chả được ngủ với ai khác ngoài con mụ vợ, vừa xấu vừa nghĩnh ngãng. Nếu ông ở địa vị của tôi, ông có muốn chết không? Trong giờ học văn, cô giáo ra đề bài: em hãy tả về con gì đó nuôi trong nhà của em. Ngay lập tức, một học sinh giơ tay và trình bày bài làm của mình: ba em có nuôi một con đề. Chiều hôm qua, ba em bỏ. Vậy mà, tối nó về mới đau. Viên cảnh sát nhìn ông nha sĩ cầm kìm và chiếc răng hàm của mình. Ông ta nổi cáu quát: này ông có điên không đấy? Tại sao lại nhổ nhầm vào chiếc răng hàm của tôi? Tay nha sĩ tỉnh bơ và nói: thế ông không tóm nhầm ai bao giờ chắc? Một chàng trai đang chờ trả tiền ở siêu thị thì thấy một cô gái cứ nhìn mình chằm chằm. Anh ta mới hỏi: xin lỗi, anh và em có quen biết nhau không nhỉ? Cô gái mỉm cười trả lời: em không biết, nhưng chắc chắn anh là bố của một trong những đứa trẻ của em. Anh chàng giật mình nhìn kỹ cô gái, rồi ngượng ngùng nói: vậy à, lúc đó anh còn quá trẻ, anh chưa có kinh nghiệm gì. Cô gái thấy chàng trai lúng túng như gà mắc tóc, vẫn không nhớ gì. Cô ta nhắc: em không biết, nhưng em đã thấy anh họp phụ huynh ở lớp mẫu giáo mà em phụ trách. 3 giờ sáng đêm giao thừa, một người đàn ông say xỉn đi lảo đảo trên đường. Cảnh sát thấy vậy liền chặn ông ta lại và hỏi: ông định đi đâu vào lúc nửa đêm thế này? Người đàn ông lè nhè đáp: tôi đi nghe diễn thuyết, thưa ngài. Vị cảnh sát ngạc nhiên đáp: ông say quá rồi đấy. Chẳng ai dở hơi đi tổ chức diễn thuyết vào lúc 3 giờ sáng của năm mới cả. Có đấy thưa ngài. Ai thế? Là vợ tôi. Tôi ôm bó hoa tươi bắt taxi. Cậu lái xe hỏi: chú mua hoa tặng vợ à? Sao cậu hỏi vậy? Mấy ông mua hoa tặng gái bao giờ cũng bắt cô bán hàng bó thật đẹp, gói bóng kính, thắt nơ và phun sương, không buộc túm thành một mớ như chú. Chú mua bó này bao nhiêu tiền? 1 triệu. Ôi trời đất ơi, 1 triệu cơ á?
Ngày lễ mà, cái gì chả lên giá, trừ cước taxi của cậu. Cháu mà mua tặng vợ bó hoa 1 triệu, nó lại trả chửi cho cả tháng ấy. Cái mà vợ cần không phải là hoa, mà là sự quan tâm của chồng. Mà này, cậu có muốn vừa được tiếng tặng vợ bó hoa 1 triệu, vừa không tốn tiền, tớ dạy cho. Được như chú nói thì chồng nào chả muốn. Cháu xin gọi chú là sư phụ. Sau khi lãnh giáo mấy đường chỉ dẫn của tôi, cậu tài xế khoái chí thực hành luôn. Nó rút điện thoại ra chụp bó hoa, gửi cho vợ và líu lo trên điện thoại. Em ơi, anh mới mua tặng em bó hoa cực đẹp. Sao tự nhiên hôm nay lại mua hoa? Có ông khách vừa mua hoa xong, chụp hình gửi cho vợ, thì hai vợ chồng cãi nhau qua điện thoại. Ông ấy bực mình, để lại bó hoa cho anh. Ông ấy mua 2 triệu, nhưng chỉ lấy một nửa tiền. Cái gì? 1 triệu á? Anh điên à? Trả lại ngay, tôi không cần hoa. Nhưng ông ấy xuống xe đi rồi. Giời ơi, vứt xe đấy, đuổi theo trả lại, lấy tiền về cho tôi. Sao lại trả? Mai là ngày Valentine, ngày lễ tình yêu mà. Tôi không cần kiểu yêu tốn 1 triệu. Tìm nhanh lên, không người ta đi mất. Cậu tài xế ngắt điện thoại. 10 phút sau, nó gọi lại cho vợ. Anh trả lại hoa được rồi. Ông khách ấy bảo em chả lãng mạn gì cả. Thế là lấy được lại 1 triệu rồi à? Ôi, may quá. Mà tự nhiên hôm nay chồng lãng mạn thật đấy. Cảm ơn chồng. Về em sẽ trả ơn. Nhưng nhớ, từ nay về sau đừng hoa với hoét gì nữa nhé. Cậu tài xế quay sang bảo tôi, phen này vợ cháu sẽ kính phục cháu sát đất. Ngủ mơ nó cũng không thể nghĩ là cháu dám bỏ ra 1 triệu để mua hoa tặng nó nhân ngày Valentine. Chiêu của chú đúng là dã man con ngan thật đấy. Thôi, cháu tặng nó bó hoa 30.000 đồng kèm nửa cân thịt bò vậy, có mà vui như Tết ấy. Cậu mới dã man, dám bịa ra mua hoa tặng vợ nhân ngày Valentine. Tớ vừa đến chơi nhà anh bạn bán hoa, được anh ấy cho, mang về cắm trong phòng khách. Chứ tớ già rồi, có biết Valentine nó là cái ngày gì đâu. Một lúc sau, người lái xe gọi lại. Chú ơi, nó không thích hoa và thịt bò, mà nó đòi 1 triệu. Chết con rồi. Buổi sáng ngày 14 tháng 2, Tuấn thủ thỉ với chồng. Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Lễ tình nhân chứ gì? Chồng Tuấn đáp gọn lỏn. Tuấn nũng nịu chìa tay ra. Thế quà em đâu? Chồng cô nhún vai. Em có phải tình nhân đâu mà đòi quà. Anh cưới xin đàng hoàng, em là người một nhà rồi, quả cáp gì. Bobby hỏi bác sĩ. Thưa bác sĩ, ông có thể nói cho tôi biết làm cách nào để phát hiện ra dấu hiệu thiểu năng ở một người có vẻ ngoài trông hoàn toàn bình thường không ạ? Quá dễ, ông bác sĩ đáp. Ngài cứ hỏi người nào đó một câu thật đơn giản mà ai cũng có thể trả lời thật suôn sẻ. Nếu anh ta tỏ ra lưỡng lự thì có nghĩa ngài đã phát hiện ra dấu hiệu thiểu năng rồi đấy. Dạng câu hỏi như thế nào ạ? Rồi, ông bác sĩ bắt đầu. Chẳng hạn, ngài hãy hỏi anh ta như vậy: thuyền trưởng Cookie đã thực hiện 3 chuyến hành trình vòng quanh trái đất, và ông ta đã chết ở một trong 3 chuyến đi ấy. Vậy ông ấy đã chết trong chuyến hành trình nào? Bobby nghĩ ngợi một lát, rồi vừa cười ngượng nghịu, vừa hỏi: bác sĩ không có câu hỏi nào khác nữa à? Thú thực là tôi không rành về môn lịch sử cho lắm. Ông giám đốc đang ngồi đọc báo ở phòng khách. Bà vợ xô cửa đi vào, vẻ mặt hầm hầm, trên tay cầm một cái quần lót của phụ nữ. Bà ta rít lên:
Cái quần này là của ai đây? Anh chồng dừng đọc báo. Bà nói gì? Tôi không hiểu. Bà vợ gằn giọng. Tôi hỏi ông, cái quần lót này là của đứa nào? Tôi vừa nhặt được trên băng ghế sau, trong xe của ông đây này. Ông chồng chối đây đẩy. Tôi làm sao biết được cái quần đó là của ai? Bà vợ gào lên. Là của con thư ký của ông, có phải không? Ông chồng vội lên tiếng. Tôi cam đoan với bà, cái quần này không phải của cô thư ký. Bà vợ rít lên. Ôi giời ơi, không phải của nó thì là của ai đây? Ông chồng phân bua. Tôi thề với bà là không phải của cô thư ký. Suốt 3 năm cô ấy làm việc với tôi, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy mặc quần lót cả. Nửa đêm, nghe tiếng động ngoài cửa và tiếng chân người đi lại. Vợ lay chồng bảo. Hình như nhà mình có trộm. Anh đi ra ngoài rình khoảng 15 phút xem có đúng không nhé. Nghe lời vợ, anh chồng lồm cồm dậy chui ra khỏi màn, khẽ mở cửa ra vườn nằm phục kích. Chồng vừa ra khỏi cửa, cô vợ thò tay qua cửa sổ ra hiệu cho thằng bồ vào nhà. Nhìn hiệu lệnh, thằng bồ vội lẻn vào nhà. Anh ta rúc vào màn và ôm vợ chủ nhà, vừa thở vừa nói. Giả làm trộm, mệt đứt cả hơi. 5-10 phút, sao anh hồi sức kịp? Thời gian ngắn như vậy, làm được bao nhiêu đây? Cô vợ nhăn nhó giục thằng bồ. Đã đi ăn trộm, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đòi hỏi gì nhiều thế? Anh làm nhanh lên. Không chồng em nó mà vào bây giờ thì lại trắng tay đấy. Trong giờ học, cô giáo đang giảng bài về con cò và con gấu. Để mở đầu, cô giáo hỏi học sinh. Cô hỏi cả lớp, con gì biết bay? Mọi cánh tay đều giơ lên, trong đó có Vova là giơ tay cao nhất. Và chưa đợi cô giáo mời, cu cậu đã đứng phắt lên trả lời. Thưa cô, là con chim ạ. Không đúng ý cô hơi bực. Em nghĩ vậy, nhưng cô nghĩ khác. Cô nghĩ đó là con cò. Vậy các em cho cô biết, con gì sống trong rừng, có lông lá đầy mình? Lại là Vova đứng lên trả lời. Thưa cô, đó là con khỉ ạ. Lần này thì cô giáo bực thật rồi. Em nghĩ vậy, nhưng cô nghĩ là con gấu. Các em còn muốn hỏi gì nữa không? Lại là Vova đứng lên. Thưa cô, vậy em đố cô, chứ cái gì nó dài khoảng 10 cm, thụt ra thụt vào mà phụ nữ rất thích? Cô giáo nghe xong đỏ cả mặt, liền mắng Vova. Vova đố bậy, cô đuổi em ra khỏi lớp bây giờ. Thưa cô nghĩ như thế, nhưng theo em, đó là cây son môi ạ. Vova phải ở nhà trông em, cho bố mẹ đi xuống phố mua sắm. Cậu đành phải cho em theo đi câu cá. Tối hôm đó, cậu rằn rỗi với mẹ. Từ nay, con không cho em đi câu cá nữa đâu. Chỉ mất công, chả được con cá nào. Ồ, em nó quấy khóc, làm cá sợ phải không? Lần sau em sẽ quen. Thôi, không khóc nữa. Không phải thế, tại em đã ăn hết mồi câu của con. Sáng mùng 1 Tết, ông nọ ôm cái chân sưng vù tới bệnh viện, nói với một bệnh nhân khác. Bực mình, cái thằng thanh niên quá bậy bạ. Nó tông vào ông à? Không, nó xin đường tôi. Rồi sao nữa? Tôi đâu có cho nó. Tôi sàng qua sàng lại, nó cũng chồm tới chồm lui. Thành ra tôi với nó cùng té xe. Trời, sao không cho nó qua mặt đi?
đâu đến nỗi như vậy. Mới đầu năm đã xin xỏ, cho thế nào được?